Robot ơi, robot bị sao vậy? Mình gần hết điện rồi, nên bây giờ mình không tự điều khiển được nữa, nó quay vòng vòng luôn. Wow, đằng kia có gì kìa mấy bạn, nhìn kìa. Tượng nhân sư, là cái đầu là con người, nhưng mà cái thân hình của nó là con sư tử á. Ôi trời, sao con thỏ này có khả năng phun độc ra vậy mấy bạn? Cái nhựa độc của cây răng cọp nè. Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Các bạn ơi, vậy là Mario đã vượt qua được Vương quốc Hồ, nơi những nàng tiên cá ở đó chuyên may áo cưới cho cô dâu rồi. Và bây giờ Mario đã tìm được năng lượng mặt trăng, nên cùng với lại bé bự bay tiếp con tàu để đi đến vương quốc rừng cổ xưa. Ôi Mario, cái phao con khủng long mình mua được ở vương quốc nước á, bây giờ mình trang trí trong con tàu mình đẹp quá ha. Chứ sao, để khi nào mình cứu được nàng công chúa thì mình sẽ về mình dùng cái phao này mình đi tắm biển, vui lắm đây. Ủa mà vương quốc rừng cổ xưa có cái gì đặc biệt không vậy? Ở nơi đó có loài hoa ngàn năm, loài hoa đó quý lắm, ai mà hít vào thì sẽ được trẻ, được đẹp như bông hoa vậy đó, không sợ bị già luôn. Và ở đó bởi vì có rất là nhiều hoa đẹp cho nên người ta có bó lại thành một bó hoa tươi để cho cô dâu cầm á. Chắc là tên rùa gai muốn tới ăn cắp bó hoa đó để cho cô dâu của hắn cầm. À, vậy là tên rùa gai này muốn tổ chức đám cưới của mình á, toàn là phải đi ăn cắp đồ để đem về tổ chức không à? Ây, xấu quá, đức tính vậy là xấu quá ha. Ý, tới rồi nè. Wow, đây đúng là vương quốc rừng cổ xưa, có những cây kỳ lạ quá Ý, cái gì nó quay vòng vòng vậy ta? À, bé bự ơi, Mario biết rồi, đây là robot tự trồng tự tưới cây. Ủa mà sao nó nhảy tùm lum tà lá vậy? Robot ơi, robot bị sao vậy? Mình gần hết điện rồi, nên bây giờ mình không tự điều khiển được nữa, nó quay vòng vòng luôn. Ủa sao không cắm điện vô sạc đi? Không được, không được, tụi mình có nguồn năng lượng nhờ bông hoa ngàn năm. Nhưng mà đằng kia kìa, ở phía sau trong rừng á, có một cái máy, nó hút hết bông hoa ngàn năm luôn. Cho nên bây giờ không còn hoa ngàn năm để tạo ra điện cho mình xài nữa. Thôi tiêu rồi. Trời ơi, cái radio này nó cũng bị mát luôn rồi mấy bạn ơi. Các bạn ơi, mình nói tiêu ở đây á là có thể tình chú tể rùa gai đã đến đây rồi, và nó sẽ đặt con robot chuyên đi hút hoa ngàn năm, cho nên ở đây mới bị thiếu điện như vậy đó. Đây là cửa tiệm bán đồ, bạn có muốn mua đồ gì không? Một cái nón, bộ quần áo, cái nón che nắng nè, hay là cái áo khoác, bao tay, cái gì cũng có. Cái bao tay để làm vườn đó. Ờ, được rồi, Mario đâu có rảnh đâu mà làm vườn. Mario đang bận đi cứu hai nàng công chúa. Ý, ở đây họ sử dụng đồng tiền là những con ốc các bạn ơi, con ốc màu tím. Wow, đằng kia có gì kìa mấy bạn, nhìn kìa. Tượng nhân sư, là cái đầu là con người, nhưng mà cái thân hình của nó là con sư tử á. À, mình biết rồi nè Mario, tượng nhân sư rất là thông thái, giỏi, cái gì cũng biết hết á, giống y như ông thầy của mình vậy đó. Ờ, xin chào tượng nhân sư, con là Mario. Chào Mario, ta có một câu hỏi để hỏi ngươi, nếu như ngươi trả lời sai, thì ngươi sẽ bị biến thành đá giống ta. Hả? Rồi, giống như bị trả bài rồi. Dạ, câu hỏi gì ạ? Chúa tể rùa gai đến đây để làm gì? Ờ, để coi, mình suy nghĩ coi. Đến đây vì nước, vì gỗ, vì bông hoa, hay là vì đất? Biết rồi. Hồi nãy ngồi trên máy bay mình đã được đọc sách rồi. Chúa tể rùa gai đến đây vì bó hoa cưới. Rồi, mình chọn hoa luôn. Dạ, đúng không ạ? Tốt lắm. Người đã trả lời đúng rồi. Nào, tiếp tục đi. Wow, trời ơi. Thì ra, phía sau lưng của tượng nhân sư là một cái lối đi. Mario, mình mới vừa kiểm tra con tàu rồi, để có thể bay tiếp tục được nữa, thì mình phải tìm đủ 16 năng lượng mặt trăng mới bay được. Trời ơi, mình mới vừa tới, chưa thấy cái gì hết trơn á. Wow, ở đây có những cái gì màu tím tím vậy ta? Vô chơi thử. À, trời ơi. À, mình cứ tưởng slam chắc nhờn ma quái, nhưng mà không ngờ nó là gì vậy? Trời ơi, nó là nhựa của cái cây răng cọp, nó có độc đó nha, đừng có nhảy vô. À, hên quá, nhờ bé bự là chiếc nón này nè mới chữa lành cho lại Mario á,
nếu không bị trúng độc và tiêu đời rồi. Trời ơi, bây giờ sao mà ở đây có nhiều nhựa của cây răng cọp dữ vậy ta? Ê, ở đây lại có ống nhòm nữa nè. Để mình vô mình kiểm tra thử nha. Xem thử ở đây có gì. Wow, ở phía trên này lại là cây răng cọp kìa. Lại có một dòng thác. À, biết rồi, mình đi lên đây đi. Thì ra những cái màu tím tím này á là nhựa của cây răng cọp. Nó trên kia kìa, nó phun ra quá trời luôn kìa. Ơi, lên luôn. Trời ơi, có kìa. Cây răng cọp nó phun ra kìa. Wow, nó phun gần che hết đường luôn rồi. Nhảy lên, nhảy lên. Ây da, trời ơi, mình nhảy bị trượt chân, mình lọt vô cái chất độc này rồi. Dạ dạ, à, lại bị nữa thôi. Thôi tiêu rồi, mình còn có một cái tim à. Trời ơi, đây là cái cây răng cọp. Nó răng phun cái gì mà kinh khủng quá đi. Bình thường mấy bạn biết Mario đi gặp rất là nhiều cây răng cọp rồi, mà nó đâu có phun ra đâu. Còn sao ở cái vùng đất này nó lại phun ra những cái nhựa này ta? Ôi trời ơi, nó mà trúng mình một cái nó tiêu rồi. Ý, mình phát hiện ra cái nón của mình á có khả năng xóa sạch những vết nhựa này luôn á. Ồ, hay quá hay quá. Từ đây sao mình không sợ cái nhựa độc này nữa rồi. Yeah, không ngờ đây lại có một cái tim. Trời ơi, mình đứng từ trên cao mình mới nhìn thấy kìa. Nó phun ra quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ sử dụng chiếc mũ để mình xóa sạch nó luôn nha. Ây da, trời ơi, vừa bị trúng luôn. Các bạn ơi, cái cây răng cọp này nó hung dữ quá. Nè, hung dữ nè. Thì nó không để ý tới Mario, Mario sẽ nhảy lên đầu nó và nó sẽ bị thua liền à. Rồi rồi rồi, ôi, tránh xa những cái cây răng cọp này đi. Ở đây không có được gì hết trơn á. Wow, mình lại có được cái tim rồi, hên quá hên quá. Ôi, đi lên thôi. Trời ơi, lại nhựa nữa. Ui, cũng may có chiếc nón á, nó xóa sạch nhựa mình mới đi qua được đây nè. Ôi, vào nước bên trong bị hư rồi, nó bị xì ra một khúc luôn rồi kìa. Ui, vùng đất này á, nó bị hư nhiều thứ quá. À, cái gì vậy? Trời ơi, một cái chậu cây. Ù, đây là cái gì? Ôi, Mario đã nhặt vào người nó luôn rồi. Thì ra đây là cây hạt giống trong chậu người ta đang ươm. Ồ, nó có khả năng nó mọc dài hai cái chân ra kìa. Cái hạt giống của cây gì đây không biết nữa. Mario chưa biết nó là loại gì mà tại tấn công quá. Nên Mario phải gấp rút phòng thủ nó đây. Đây nè. Ê, cái hạt giống này thích ghê á. Nó có thể đưa hai cái chân nó dài lên luôn nè. Ồ, muốn dài như không được. À, trời ơi, vừa bị trúng một cái. Mất hết trái tim luôn rồi. Ôi, báo động rồi. Mario ơi, cẩn thận. Còn có một trái tim thôi đó nha. Ý, trên đây lại có một cái hạt gì nữa nè. Ồ, hạt mắt ca. Vậy là mình biết rồi. Đây à, hạt mắt ca đã già rồi, cho nên nó chứa năng lượng mặt trăng. Còn hạt mắt ca giống là nó nằm trong cái chậu nè. Đây là hạt giống thôi, đó cái mặt của nó nè. Còn có thêm chùm râu của Mario nữa. Nên nhìn mắc cười quá. Đúng ý ra là nó nhìn nó dễ thương lắm luôn á. Mà có chùm râu nên nhìn nó già. Ui da, mình lại bị mất cái tim nữa rồi. Rồi. Cứ đụng nó hoài là mình tiêu đời luôn. Trời ơi, sao ở đây nhiều hạt giống dữ vậy ta? À, Mario biết rồi mấy bạn ơi. Ở đây là vườn ươm. Ươm những cái hạt giống để cho nó tạo thành cái cây để mang đi trồng á. Hèn gì mình gặp quá trời hạt giống luôn à. Ok, được lắm, được lắm. Lên, lên, lên. Lên, 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 lên. Yeah. Ui, có cây cờ hồi sinh. Rồi, đạp lên cái cờ này là mình đủ lại ba trái tim. Ây da, trời ơi, bắp cục đá bé luôn rồi. Thôi, tới đây mình cũng đâu cần hạt giống mắc ca nữa. Rồi, bây giờ qua đây lại gặp cái cây răng cọp nữa rồi mấy bạn ơi. Nó nhả nhựa ra kìa. Nhả nhựa nè. Đó, nó phun ra ghê lắm á. Mình dễ bị trúng lắm.
Nè, ấy da hụt rồi. Nè. Ôi, cố lên, cố lên. Wow, cái cây đăng cọp này nhiều quá mấy bạn ơi. Ui, đằng kia có một cây khổng lồ luôn kìa. Đồ gối sao nó to dữ vậy? To nè, to thì nó chứa nhiều tiền. Trời ơi, nó còn chứa cái năng lượng mặt trăng nữa. Vậy là tụi mình có được tổng cộng 2 năng lượng mặt trăng rồi. Trời ơi, mà màn này cần đến 16 năng lượng mặt trăng lận. Ôi, ui, cái gì vậy? Wow, ở trên đỉnh tháp kia là cái tàu của bọn lính thỏ của chúa tể rùa gai kìa. Thì kia đằng kia có chữ B kìa Mario ơi. Đi qua bển đi, biết đâu nó có thể tạo ra được cái gì đó. Mình không biết nữa. Ôi, thôi, một cây cầu. Cây cầu bằng những bông hoa. Wow, đúng là bông hoa ngàn năm. Xịn quá à. Nó có phép thuật đó mấy bạn ơi. Ý, đằng kia lại có cái nút nữa kìa. Ui, mình không biết xứ sở này nó có thể thần kỳ như vậy luôn đó. Ý, bể, chạy nhanh, bể à, nhanh lên, mình không muốn lọt xuống đất đâu. Ui, không. Đúng không? Ý, mấy bạn ơi, bên này có một quả mắt ca già nữa nè. Yeah. Trong hộp mắt ca này á, nó có thêm một năng lượng mặt trăng nữa mấy bạn ơi. Ui, lại chữ B nữa nè. Chắc lại là cây cầu đúng không? Yeah, mình đã đoán đúng rồi. Một cây cầu bông hoa. Yeah. Ui, lại một cây cầu nữa nè. Ủa, mấy bạn có dám đi không? Cây cầu á, ở trên không trung, cao lắm. Ở dưới mình nhìn thấy kìa, nguyên một cái rừng luôn á. Giống như mấy bạn đi cáp treo á, mà nhìn xuống dưới mấy bạn sẽ thấy đó. Mọi thứ ở dưới chân của mình nhỏ xíu luôn. Ai, mình đã chui ra đây rồi. Ui, lại thêm một chữ B nữa nè. À, nó giúp cho mình đi lên trên cái tháp này nè. Ây da, trời ơi, gãy gãy cái cầu. Dạ. Ui, hạt giống. Nè, dí theo. Rồi, mình đã biến thành hạt giống luôn rồi mấy bạn ơi. Wow, không ngờ trên đây lại có trái tim. Yeah, mình được 6 trái tim luôn. Hay quá. Ui, ở phía trên cao lại có chữ B nữa kìa. Rồi, đợi cái này nó xuống nó đẩy mình lên. Cây cầu hoa đẹp quá mấy bạn ơi. Ý, sao nó đưa mình đi xuống dưới vậy? Hên quá, mình thấy có một hạt mắt ca ở đây nên mình vô mình lượm luôn. Lại được thêm một năng lượng mặt trăng nữa rồi. Vậy là mình được 4 năng lượng mặt trăng rồi đó nha. Ghê chưa. Rồi, lại đi tiếp thôi. Wow, trời ơi, sao cái tháp này nó cao dữ vậy? Đi nãy giờ mà vẫn chưa tới nơi luôn á mấy bạn. Rồi. Trời ơi, một năng lượng mặt trăng cao quá. Nhảy lên được không ta? À quên, cái này có cái chân mà. Lên, lấy nè. Được 5 năng lượng mặt trăng. Ý, đằng kia có cái cửa kìa. Sao nó sáng quá vậy ta? Để mình đi ra đó, mình có bị rơi không vậy? À! Chỗ này sao nhiều bông hoa quá vậy? Trời ơi, ở phía trên đỉnh của nó là con tàu kìa. Ôi trời ơi, tên Mario, ngươi lại đuổi theo kịp tới đây rồi à? Sao ngươi đi nhanh dữ vậy hả? À, ta đánh giá ngươi cũng giỏi lắm đó nha. Nhưng mà ngươi cũng không làm gì được chúa tể rùa gai đâu. Ngươi đã muộn một bước rồi. Vậy bây giờ mình làm sao vậy anh? Để cho ta sẽ tiêu diệt tên Mario bé nhỏ này. Để không đi theo mình nữa. Ngươi đừng có mơ. Ôi trời, sao con thỏ này có khả năng phun độc ra vậy mấy bạn? Cái nhựa độc của cây răng cọp nè. Wow, trời ơi. Ui, nè. Ui, nó có khả năng phun ra kìa. Trời ơi, mình mà đứng gần nó phun độc vô một cái là tiêu rồi. Nè. À. Rồi, thôi tiêu rồi. Không ngờ cái con thỏ này nó cũng có cái mũ gai. Ui, mình mà quên dọn những cái nhựa độc này á là mình sẽ bị tiêu rồi. Rồi, mình bị trúng độc rồi. Ây da. Ôi, trong mặt quá. Ui, hên quá, có trái tim. Trời ơi, con nó phun độc ra kìa. Ui, no. Trời ơi,
Ôi tiêu rồi, bây giờ nó có khả năng phun xa lắm. Rồi rồi rồi, thôi tiêu rồi. Hồi nãy Mario còn đứng ở dưới phía ngoài chỗ bông hoa để né. Bây giờ nó phun ra tới tận cái hành lang luôn rồi. Nè, trúng cái nó nè. À, ơi, đứng ngay trước miệng của nó cho nên mình bị phun trúng độc rồi. Hơi chóng mặt quá, chóng mặt quá. Ui, no. Trời ơi, chuyện gì vậy? Các bạn ơi, giờ Mario biết chạy đi đâu đây? À. Ui, đây xuất hiện nữa rồi. Văng cái mũ ra nè, trời ơi, mình lại bị trúng độc nữa rồi, tuyệt chiêu vui. Ờ trời ơi, chóng mặt quá. Yeah, tên thỏ đã biến mất rồi các bạn ơi. Ồ, lại làm rơi ra 3 năng lượng mặt trăng luôn nè. Vui quá bé Hự ơi, tụi mình có thêm 3 năng lượng mặt trăng nữa. Mario giỏi quá đi. Vậy thì bây giờ tụi mình đã thu thập được bao nhiêu năng lượng mặt trăng rồi? Đối với bạn á, tụi mình đã có bao nhiêu năng lượng mặt trăng nè? Không nhớ đúng không? Không nhớ thì cùng đếm với lại Mario nha. Đó là được 8 năng lượng mặt trăng rồi đó. Ê, chuyện gì vậy? Một robot hình bông hoa. Nó làm gì trên đỉnh vậy ta? Đó, do cái robot đó của tên rùa gai đem tới. Nó thu hoa để làm hoa cưới. Mà những bông hoa đó là những bông hoa thần tiên. Cho nên nó khi mà bị lấy mất ở nơi này á, nó không tạo ra điện. Cho nên tụi mình không có điện để hoạt động. Ôi, tội nghiệp những bạn robot này quá à. Được rồi, để Mario sẽ giúp các bạn.